Ba chị ổn nó con đấy. Mà chị ổn sao cả cái ai vậy? Ba chị sao? Mà xem con này xem. Một chút ôm tích tích sao? Sao thế con, sao thế? Mà đâu đó đã chết lắm. Và mà đi ôm trên tiếp. Chị ơi kê gần như thế với đi nhé, mình đọc bài nó có đi nhé, đọc đi đi nhé, mình đọc bài. Thank you.
Ê nha bạn, em đè nó con. Mày thâu ổn nó con. Ê nha, mày im vô ăn. Nó lại định lúc cái lộn đó.